em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em chung á, mà nó hơi giống tình chiến đấu lập, mà xuất thân từ đâu vậy? À, cái đây là hồi chị đi xe má chơi á, chị ăn cái món thắng cố và cái món bún lòng á, với thuộc thừa đó. Về chị nghiên cứu thêm quyết nữa, và chị nấu thêm nước lèo, chị làm lên. Mùa mùa kìa rửa trưa cho tới 11 giờ đêm em. Thường thường á, quyết á, các bạn ăn á, các bạn sẽ sợ bị tăm, bị hôi. Nhưng mà quyết đây không tàn, không hôi, không tăm, và nó rất là mềm. Cảm giác các bạn ăn vào á, tan hết vô miệng mình luôn. Này á là không ăn với bún, cũng không ăn với lại cháo, ăn kèm với rau mùi ngòi gai à, và bánh mì đó. Thật sự món này là mấy anh mà dân chơi, mấy anh mà thích mà lai rai là thích lắm. Cái nước nó rất là ngọt, thử miếng quyết. Quyết nó khá là mềm nha mọi người, các bạn chỉ cần ngậm vô miệng thôi là đã tan. Bây giờ mình phải chơi mấy trăm phần trăm thử. Tăng tăng tăng, giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình. Mèo hoàn toàn không bị hôi luôn, rất là ngon, dai, cũng luôn cuốn họng nè, tim nè. Cái món này đàn ông mê, thật sự mê. Cần cái chất chế biến thôi, thấy ngon à, thật sự đó. Ở một cái quán về đường có tô thì 50 ngàn, mở ấy là hợp lý.